xin chúng tôi vừa thực hiện. Cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các thành viên trong Ban chỉ đạo. Qua thống kê tình hình dịch bệnh từ ngày 13 đến hôm nay, ngày 15 tháng 11, quận Sơn Trà tiếp tục là khu vực có số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất. Toàn thành phố hiện có 69 khu vực phong tỏa với 702 hộ dân, 17 cơ sở cách ly tập trung đang thực hiện cách ly 1.166 người. Trong ngày, lực lượng chuyên môn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 33.277 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR cho 32.741 lượt người và test nhanh 536 lượt người. Cuộc họp cũng tập trung thảo luận về tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và tình hình cấp mã định danh trên địa bàn. Sắp tới đây, thành phố sẽ cho mở lại một số cấp học. Vì vậy, Ban chỉ đạo đề nghị các sở ngành quận huyện tập trung chuẩn bị thật kỹ cho việc này trên tinh thần chủ động và linh hoạt nhất có thể. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị tiếp tục kiểm soát chặt các điểm phát sinh ca bệnh trong những ngày qua. Tuy số lượng ca bệnh có giảm dần, nhưng công tác xét nghiệm vẫn được duy trì với cường độ cao. Đây là một biện pháp phù hợp để có thể kịp thời đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Về triển khai việc cách ly tại nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý. Đề nghị là tinh thần là các địa phương theo hướng dẫn của Ủy ban thành phố trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế về các cái điều kiện để cách ly tại nhà, thì các cái phường quận chúng ta cố gắng theo cái hướng là việc cách ly tại nhà F1 để mà giảm cái áp lực. Tuy nhiên chúng ta vẫn đảm bảo được công tác cách ly và vẫn đảm bảo được cái việc kiểm soát tình hình dịch. Và bên cạnh đó thì đề nghị Sở Y tế sớm tham mưu cho Ủy ban thành phố về cái điều chỉnh cái số lần xét nghiệm đối với F1. Chứ hiện nay là vì tình hình khi chúng ta hướng dẫn theo cái 36-38 là lúc đó chúng ta chưa có cái tỷ lệ tiêm chủng cao, và chúng ta cũng không có những cái phương pháp, những cái công cụ trong cái vấn đề thuốc để điều trị, rất là nhiều cái hạn chế. Bây giờ thì tình hình nó cũng đã khác lên rất là nhiều. Cho nên là Sở Y tế sớm tham mưu cho Ủy ban để điều chỉnh cái việc mà số lần xét nghiệm đối với F1 để giảm cái gánh nặng cho anh em ở cấp tuyến dưới. Thì cái này thì tôi cũng đề nghị là y tế làm sớm. Liên quan đến tiêu chí về năng lực điều trị tại cơ sở và trạm y tế lưu động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, hiện nay ngành y tế đã hoàn thành triển khai và đảm bảo chuyên môn. Trên cơ sở đó, đề nghị ngành y tế tiếp tục ban hành hướng dẫn điều trị F0 tại nhà sớm hơn để thành phố yên tâm tiến vào trạng thái thích ứng linh hoạt. Về xét nghiệm, thành phố đã có điều chỉnh dựa trên kế hoạch 164 và sẽ triển khai tổng thể từ nay đến cuối năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các ngành quận huyện tiếp tục đảm bảo tiến độ tiêm chủng, siết chặt việc kiểm tra, giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.